Xin kính chào quý vị và các bạn. Hiện tại mình đang có mặt ở nhà của anh Út ở huyện Gò, tỉnh Tiền Giang. Hôm nay anh Út có về một số phô mai bonsai ha. Đấy nơm đẹp nè, rất nhiều dáng thế luôn. Giá thì chỉ có vài trăm ha. Đó, rất mong quý vị ủng hộ cho anh Út ha. Cũ nở luôn. Đây. Rồi, chào anh. Dạ, em chào anh Tâm. Xin chào hết quý cô chú anh chị trên mọi miền đất nước nha. Dạ. Em là Út ở Mỹ Thạnh, Chợ Gạo, Tiền Giang. Dạ. Thì số Zalo của em là 0878866086. Thì hôm nay em có lô phôi mai giảo Thủ Đức để nơm. Mong cô chú anh chị xem hết clip ủng hộ em. Dạ. Dạ. Em vô cây đầu tiên luôn nha cô chú anh chị. Rồi, số 1 ha. Dạ, cây số 1. Rồi, chiều cao. Cây này phong thần dù, trắng trực lùng lực. Đây. Cũng nứt nách bởi sầu ha. Cao 26 à. Hoành là 21. Rồi. Đó, đi đây. Rồi, cây số 1 em xin giao lưu giá là 1.200.000. Rồi, 1.200. À, có nghe một cây đẹp. Rồi, xuống cây, lên rồi. Cây số 2. Em lên cây đó lên giùm anh. Rồi, cũng dán trực luôn. Em xin vô cây số 2 nha cả nhà. Cao là 58. Hoành là 17. Đó, đây đây. Giấy nơm đặt. Má vip luôn của chú anh chị ơi. Rồi cây số 2 em giao lưu là 850.000. Rồi, 850 ha. Dạ. À. Số 3. Cây số 3. Cao là 49. Rồi, củ nở đến 5. Hoành là 15. Rồi. Để em đo cái củ nè. Củ là 30. À, đây đây. Sổ nơm này. 20. Rồi, cây số 3 em giao lưu là giá 650.000. Rồi, 650. Rồi, số 4. Mã số 4 nha cô chú anh chị. Cao tới mặt bầu là 72. Tới gốc là 56. Hoành vị trí này là 18 hơn. Rồi. Em đo chiều nơm đi. Nơm là 23. Quá sáu quái luôn cô chú anh chị ơi. Mã số 4 em giao lưu là 750.000. Rồi, 750. Xin giao lưu mã số 5 nha cô chú anh chị. Cao là 63. Hoành là 11. Cái cũ là 19. Rồi. Rồi. Cái này thì em để giá mềm nha. 350k thôi cả nhà ơi. 350.000 mã số. Rồi, 350 ha. 5. Mã số 6. Rồi, cái số 6. Cao tới mặt bầu là 80, tới gốc là 60. Hoành là 17. Trời. Củ đặc nha. Để đo thử cái củ. 28. Đó, đây đây. Rồi. Để quái nha cả nhà. Rồi, cây số 6 em giao lưu là 550.000. Ơi, 550. Cây số 7. Rồi, số 7. Cao tới mặt bầu là 64. Tới gốc là 52. Hoành là 14. Rồi. Củ là 24. Cây số 7 em giao lưu là 550.000. Rồi, 550. Mã số 8. Rồi, số 8. Cao tới gốc là 55. Tới mặt bầu là 66. Hoành là 14. Chiều nơm là 18. Rồi cây này em bán là 650.000 cả nhà. 650. Mã số 9. Cao là 65.
Hoành là 12 hơn. Rồi, để đây. Chiều nôm là 19. Rồi mã số 9 em giao lưu là giá là 450.000. Rồi, 450. Mã số 10. Rồi, cái số 10. Cao tới mặt bầu là 69, tới góc là 52. Hoành là 18 hơn. Rồi, cũ ngay chỗ này là 30. Rồi. Chiều nôm là 18. Rồi, cây số 10 em bán giá là 650.000. Rồi, 650. Bên em bán cây là hình thức là bao ship, bao sống toàn quốc luôn nha cô chú anh chị. Rồi, tiếp cây số 11. Cao tới mặt bầu là 78. Tới góc là 62. Cái hoành là 15. Rồi, cũ nở luôn. Cũ nở đẹp luôn, 26 cũ. Rồi, chiều nôm là 17. Đó. Cái này phải thế vậy mới đẹp nha cô chú anh chị. Đó. Rồi, cái số 11 em giao lưu là 750.000. Rồi, 750. Cái số 12. 12. Cao tới mặt bầu là 69. Tới góc là 48. Hoành là 12. Chiều nôm là 21. Nôm quái luôn nha cả nhà. Rồi cây này em bán giá là 550.000. Ơi, 550. Tiếp theo là mã số 13. Ơi, 13. Đỉnh tới mặt bầu là 78. Tới góc là 57. Hoành là 18 hơn. Quá trời cái cũ 36. Chả má lửa luôn. Chiều nôm nó là 22 nha cô chú anh chị. Rồi mã số 13 em giao lưu là 850.000. À, 850. Tiếp theo mã số 14. Cái số 14. Cao 88, tới góc là 66. Hoành là 18. Chiều nôm là 26. Nôm quái luôn nha cô chú anh chị. 14 em giao lưu là 750.000. Ơi, 750. Rồi, tiếp theo là cây số 15. Cao tới mặt bầu là 73. Chiều nôm là 24. Rồi. Hoành là 14. Đó. Đây này. Quá đẹp, quá quái luôn cô chú anh chị ơi. Rồi, cây số 15 em giao lưu là 650.000. Rồi, 650. Tiếp theo cây số 16. Cao đỉnh tới mặt bầu là 91. Tới góc là 75. Đâu hoành vị trí này. Hoành là 13 hơn. Chiều nôm là 21. Quá quái luôn cô chú anh chị ơi. Cây số 16 em giao lưu là 650 nha cô chú anh chị. 650. Tiếp theo là em lên cây số 17. Cao từ đỉnh tới mặt bầu là 67. Tới góc là 53. Cái hoành là 17 nha cô chú anh chị. Chiều nôm nó là 25. Đó. Quá xá đế luôn cô chú anh chị. Rồi, cây số 17 em giao lưu là 850.000. Rồi, 850. Tiếp theo cây 18 của chú anh chị. Cao đỉnh tới mặt bầu là 103. Tới góc là 82. Hoành ngay vị trí này là 16. Rồi. Cũ này là 29. Rồi, chiều nôm là 24 luôn. À, để đây. Hoa quái luôn. Mã số 18 em bán là 650.000. Rồi, 650. Bán em cây đẹp ha. Cao là 101 tới mặt bầu. Tới góc là 80. Rồi. Hoành là 20. Chiều nôm là 21. Quá trời cái bộ đấy.
Mã số 19 em giao lưu là 850.000. Ơi, 850. Tiếp theo cây số 20. Rồi, 20. Cao đỉnh tới mặt bầu là 118. Ngay góc là 95. Chiều nơm là 26. Này đâu cái quạnh đây hả anh Tâm? Dạ. Quạnh vị trí này là 21 hơn. Rồi. Chiều nơm là 26. Rồi. Đó, nơm đẹp. Rồi, cây số 20 em giao lưu giá là 1 triệu nha cô chú anh chị. Rồi, 1 triệu. Tiếp theo là mã số 21. Cao đỉnh tới mặt bầu là 80. Tới góc là 53. Hoành vị trí này là 17. Rồi. Nơm đẹp luôn ha. Quá nơm đẹp luôn. Cũ này là 28. Chiều nơm là 26 nha cô chú anh chị. Đây đây. À. Cây số 21 em giao lưu là 850.000. Rồi, 850. Rồi, 22. Cây số 22. Cao đỉnh mặt bầu là 65. Đến góc là 45. Hoành vị trí này là 14. Rồi. Chiều nơm là 20. Rồi, nơm đẹp luôn. Giá mềm hữu nghị luôn, 550.000. Rồi, 550. Tiếp theo là mã số 23. Cao đỉnh mặt bầu là 91. Tới góc là 71. Hoành là 15 hơn. Rồi. Chiều số nơm là 21. Đây, nơm tủ nở. Nơm quái luôn nha cô chú anh chị. Rồi mã số 23 em giao lưu là 850.000. Đây, 850. Tiếp theo là cây số 24. Đây này viết đẹp luôn ha. Quá viết luôn. Cao tới mặt bầu là 92. Tới cái góc là 63. Chiều nơm là 29 luôn cô chú anh chị ơi. Đẹp. Quá xá nơm rồi. Hoành là 16. Cái cũ này cũng được 30. Rồi. Nơm quá vip luôn cô chú anh chị. Rồi 24 em giao lưu là 750.000. Rồi 750 ha. Có em cây nơm đẹp. Tiếp theo là cây số 25. Rồi 25. Cao là 102 tới mặt bầu. Tới góc là 80. À, cái hoành là 18 hơn. Rồi. Cũ đặc. Rồi hảo hảo ấy. 31. Rồi, đây đây. Nơm là 20. Đó, hóa xá đế. Nơm quá đẹp luôn cô chú anh chị ơi. Mã số 15 là em giao lưu là 1 triệu 2 nha cả nhà. Đây, 1 triệu 2. Tiếp theo là cây số 26, cuối video luôn của chú anh chị. Cao tới mặt bầu là 62, tới góc là 46. 19 hơn hoành. Rồi. Sổ nơm là 17. À, khối đế luôn ha. Đế, quá đế luôn của chú anh chị. Rồi cây số 26 em giao lưu là 1 triệu. Rồi, 1 triệu. Dạ. Có nhắn gửi gì không anh? Dạ, em xin... cảm ơn cô chú anh chị đã xem video. Chúc cô chú anh chị và mọi người là có một ngày thật là vui vẻ, nhiều may mắn. Cảm ơn cô chú anh chị rất nhiều. Rồi, cảm ơn quý vị đã xem hết video ha. Rất mong quý vị ủng hộ cho Nút. Và bây giờ mình cũng tạm dừng nhé. Nhớ like, chia sẻ và đăng ký kênh để mọi người cùng xem nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.